Ông gửi một lời cảm ơn tới cô chú Sang Phương ông nhé. Tôi xin chào các chị Sang Phương. Giúp tiền cho tôi được đảm, tôi cảm ơn chị Sang Phương. Chúc sức khỏe chị khỏe khoắn nha. Tôi xin, tôi được đảm tôi mừng lắm rồi. Tôi xin chào. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm trước thì cháu được có nhận được một cái phần quà của cô chú. Của cô chú Sang Phương có nhờ cháu Lực là gửi tiền cho cháu Lực là 2 triệu đồng. Và trong đó thì để vào tiền quý làm nhà là 1 triệu. Và cho cháu Lực làm chi phí đổ xăng đi lại là 1 triệu. Còn 900 ngàn thì bác có bảo cháu Lực là để mà mua hạt giống ngô này và mua phân bón này. Thì nhà ông thì không có... không có nương của bác ạ, thành ra là cháu Lực không có mua được giống ngô, chỉ mua được mua cho ông là hạt, mua cho ông là phân bón thôi các bác. Hôm nay thì cháu Lực mua xuống cho ông là một bao đạm. Không biết là ở dưới chỗ các bác giá cả bao đạm thì là như thế nào, nhưng mà ở trên chỗ cháu Lực thì người ta bán là 550.000 một bao các bác. Tuy nhiên là vẫn còn là một ít nữa. Hôm nay thì cháu Lực chỉ có chở được xuống là cho ông là một bao thôi. Còn để nửa bao thì cháu Lực sẽ, lần sau cháu Lực xuống, cháu Lực sẽ đem xuống cho ông thêm các bác ạ. Một bao thì đường từ trên kia xuống thì để mà lai một bao đạm đi các bác thì lai được. Nhưng mà đường nó cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà tuy nhiên là từ dưới này đi xuống nhà ông thì là không có để mà đi xe máy được rồi. Nhà ông thì nằm ở tít xuống dưới hùng như các bác. Một cái ngôi nhà mà ở trên đó được phủ bằng một cái lớp... bạt màu xanh xanh. Bây giờ thì cháu Đức sẽ gọi cho ông để mà lên cầm cái bao tải lên để mà chia ra, xong là hai ông cháu cùng nhau là vác đi các bác nhé. Nọ thì hai chị Nguyệt Thúy cũng có mua điện thoại cho ông rồi. Thì và bây giờ ông đang đâu ấy ông? Cái ở đây bên máy này hồn. Ở đây bên máy á? Ừ. Thế ông lấy ra đây thêm một cái bao nữa để cho, để cháu với lại ông san cái bao phân đạm này để mà vác đi. Vâng. Vâng vâng. Cháu về chưa? Cháu đang ở trên chỗ mà chỗ nhà Quyết để xe đây rồi, nhà bố Quyết đấy. Vâng. Vâng vâng. Cháu đây đợi ông nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì có điện thoại vào chỉ cần gọi điện cái thôi là biết là ông ở đâu rồi các bác. Chứ như cái khoảng thời gian vừa rồi thì phải nói là có những lần cháu Lực đi xuống nhà ông thì đi xuống 2 chuyến của bác ạ, không gặp ông. Nhưng mà nếu mà có xe máy đi xuống tận nhà ông thì có thể là đi về luôn còn được. Đấy, nhưng mà một đoạn từ đây đi xuống ít nhất đi là cũng phải độ tầm là 30 phút của bác ạ, đoạn này ấy. Đi tại vì đường nó bé quá. Ông thì vừa rồi nói với cháu Lực rằng là đang ở chỗ mà nương sắn của ông ấy, không biết là ông đang làm gì. Bây giờ thì sẽ ở đây đợi ông thêm một chút đã. Ông vừa rồi làm gì ở bên kia đấy ông? Ông không lấy bao tải xuống à? Bao tải lên à? Không lấy lên đâu. Không lấy lên á? Nhưng mà làm sao mà vác được không? Đang lấy củi. Đang lấy củi à? Hay là lấy củi đi về nhà trước xong một tí lên vác xong không? Vâng. Nhưng mà sợ, có sợ mất không? Không mất được. Không mất à? Để cháu xem nào liệu à. Ôi chỗ này thì không biết là được tầm, không biết là bao nhiêu cân đâu ạ. Nếu mà ai gọi điện cho ông ấy không? Nghe đi ông. Alo. Ừ. Cái bèo bên đây nào có cho à? Cái gì? Cái nào? Ok.
tầm độ 50 cân ông ạ. Vừa rồi ông ạ. Dạ. Vừa rồi chỗ này nó bị mắc phải cái xe, nó bị thủng một chút. Liệu được không ông? Nếu mà được không ông? Vâng, thế thì để không bây giờ để cháu bác sang bên kia đã một tí ấy đâu. Thì ông gửi một lời chào tới các bác ông. Vâng. Chào các bác các chị nhá. Hôm nay thì là cái phân bón này là được cô chú Sang Phương là mua cho ông nhá. Vâng. Đấy. Đấy ông đi trước đi để cháu vác một đoạn trước đâu. Chắc là cũng vừa vừa tầm cân của bác ạ. Vừa sức. Ông đi trước đi. Ông cầm đi trước đi ông, cầm đi. Cầm nước đi ông. Tí ông cháu mới khát thì mới có nước để uống. Ông lấy củi ở tận đâu ấy? Mương trên à? Thế nếu mà lấy phân bón đi thì ông cho vào phân luôn chưa? Cho vào ruộng luôn chưa? Mai á? Nóng như này thì không cho được không? Dạ? À. Ôi ông ơi. Thế thôi ông ạ. Vừa rồi bị thủng một chút rồi. Tôi bảo ông báo thấy rồi được. Ông báo không? Ừ. Thế ông đi một đoạn thôi nhá. Ừ. Đấy. Ông cháu mình, huệ ông đi một đoạn. Giờ đó là tầm hơn 50 cân một chút các bác ạ. Nhà ông đi ở tít dưới, đi khá là xa cho nên là cách là hai ông cháu là mỗi người làm một đoạn. Mỗi người vác một đoạn thôi. Ông này năm nay cũng được là sắp được 60 đấy các bác ạ, được 50 mấy rồi. Tốt này mày gì? Nắc này tốt này mày? Đi không? Hai ông cháu là mỗi người thi nhau á. Thay nhau vác một đoạn thì mới đến được nhà cô bác ạ. Cái này theo ông độ tầm bao nhiêu cân ông biết không? 50 cân à? Vâng. 50 cân này thì có đủ để mà bón hết cái ruộng ông không hay là còn thiếu? À, thế là còn thiếu đúng không? Vâng. Vâng. Để ông nhá. Ui rồi. Nghỉ ngơi một tí đã ông ạ.
ông lấy cốc ông nước đi ông. Cầu cốc không? Ông lấy cốc ông nước đi. Ngôi nhà của ông thì nếu mà vào mùa đông thì rất là lạnh, đến mùa hè thì cũng rất là nóng của bác ạ. Vâng. Ô, quần áo của mẹ thì giặt phơi ở đây không? Ui, có vẻ như hiện tại là gió thổi rất là to của bác ạ. Không sợ thổi to to này thì một tí nó sợ rằng là bay lên phải tấm bạt rồi đấy. Đây thổi, cô bác nhìn thấy thổi là nhấc lên một tí rồi này. Đâu, cháu mình ngồi ở đây uống nước một tí không? Thế là Mạnh là đi học từ sáng rồi không? À. Thế là sáng nay Mạnh, à sáng nay là ông đưa Mạnh đi à? Ông ngồi tạm đây tí, ông cháu mình ngồi đâu uống nước đã. Ông chưa đi không? Ông chưa đi. Để ông chưa đi. Chiều này gió thổi to quá không nhỉ? To đêm có gió thổi to này không? Đêm ấy. Đêm thì không thổi. Đêm thì không thổi à? Từ đây đến tháng 3 thì nó thoải mái mà. À. Nó thoải mái thì thế thì bây giờ thì đi mua cái tấm lợp để lợp xuống này đã. Đấy, sợ rằng là đêm mùa này nó là mùa mưa bão ấy. Sợ rằng là đêm là hai ông cháu là không có dám ngủ ở trong cái nhà này đâu. Mới đó chứ. Vâng. Mới đó thì đợt này nó không hết được. Mưa đá thì kể cả polo nó cũng không chịu được ông ạ, mưa đá ấy. Mưa đá thì pro nó cũng thủng mà. Ông còn uống thêm không? Cảm giác mà mệt mệt mà uống ngụm nước vào em thấy nó sảng khoái hết cả cái con người của mình đi nhỉ ông nhỉ. Cái phần mua phân bón này thì là trước cháu cũng nói với ông ấy là cô chú Sang Phương nhá. Đấy là mua cho ông để mà ông bón phân mà bón vào ruộng nhá. Mọi năm của ông thì ông chỉ toàn là lấy gọi là phân bón của trâu của bác này thì là bón vào ruộng thôi chứ cũng chưa có mua được những cái bao phân bón. Có thể là năm nay sẽ có cái phần phân bón này vào thì mong rằng là cái phần lúa của ông thì đến lúc đấy thì thu hoạch được nó sẽ được được cao một chút để cho hai ông cháu là đủ ăn một chút chứ đến thời điểm hiện tại là hai ông cháu là không còn gạo để mà ăn nữa thôi cô bác, hết gạo rồi. Thế gạo của nhà ông thì hiện tại là còn một chút nào không để mà cháu mua xuống, lần sau xuống để mua? Bây giờ còn 2-3 cân rồi. 2-3 cân thôi à? À? Thế để ngày mai cháu xuống thì cháu tiếp tục là mua cho ông thêm một bao gạo nữa. Mua cho ông nhiều quá thì ở trong nhà của bác thì cũng sợ là người ta về lấy mất. Hoặc là trột ăn thì là cháu sẽ mua 10 cân một ông nhé. Còn cũng xin được gửi một lời, cũng xin được thay mặt ông với lại cả em Mạnh nữa gửi một lời cảm ơn tới cô chú Sang Phương. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc cô với lại chú cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ông gửi một lời cảm ơn tới cô chú Sang Phương ông nhé. Tôi xin chào các chị Sang Phương. Giúp tiền cho tôi được đảm, tôi cảm ơn chị Sang Phương. Giúp sức khỏe thì khỏe khoắn nha. Tôi xin, tôi tự đảm tôi mừng lắm rồi. Tôi xin chào. Ông thì ông thì biết nói tiếng phổ thông, mới nói một chút chút thôi chứ để nói nhiều quá thì ông cũng không có nói được cô bác ạ. Để mà gọi là giao tiếp bình thường thôi. Còn là những cái từ mà gọi khó quá thì ông cũng chưa, nhưng mà còn
Chắc là cũng rất là may là ông đợt đấy ông đi làm cái gì để mà ông biết được tiếng phổ thông không? Thời nhỏ thời đi, xưa ấy. Đi làm đường đi. À, thầy sò là thầy nhỏ là gọi là đi mở đường cho bộ đội đúng không? Vâng, đi mở đường cho bộ đội. À, thế như đi mở đường cho bộ đội như này thì bây giờ ông với lại Mạnh có cái hoàn cảnh như này thì có được bên chính quyền hay là nhà nước người ta giúp hàng tháng một chút nào không? Không có đâu. Không có à? Hết năm thì nó giúp vào một tí. À, thế là một năm là người ta giúp một tí à? Vâng. Ở đây là giúp về như kiểu là ông có thành tích hay là giúp về vấn đề mà hai ông cháu là thuộc dạng hộ nghèo? Giúp hộ nghèo đó. À, thế là thuộc dạng hộ nghèo đúng không? Vâng. À. Nhiều chú cháu không làm được gì, cũng đủ ăn. Vâng. Mười năm thì xá nó giúp cho. Vâng. Thế thì bây giờ như kiểu cháu cũng đang nghĩ gọi là ở trong lòng ấy, sợ rằng là sau này mà Mạnh lớn hơn một chút ấy thì là Mạnh nó sẽ kiểu là sẽ bỏ học ở nhà là phụ ông làm, nhưng mà điều đấy thì ông đừng có cho Mạnh bỏ học nhá. Vâng. Cố gắng là đi học, còn là trong lúc mà Mạnh đi học ấy có gì khó khăn ấy thì là cháu xuống cháu chia sẻ là để các bác biết và các bác cùng chung tay giúp đỡ hai ông cháu. Vâng. Để làm sao mà không cho Mạnh học hết, đến có thậm chí là chỉ sợ Mạnh là học hết đến lớp 5 thôi thì Mạnh bỏ học ở nhà để phụ ông. Đến lúc đấy thì ông có tuổi rồi. Bây giờ thì ông được gần 60 tuổi rồi. Vâng. Đến lúc mà Mạnh học lớp 5 ấy thì ông là được gần 70 rồi. Vâng. Đấy cho nên là đến lúc đấy là ông không còn được khỏe như bây giờ nữa đâu. Bây giờ thì có thể là ông còn sức, còn khỏe để mà lo cho Mạnh đi học. Đấy. Đúng rồi. Tôi đến nhỏ sáng năm mới là lớp 1. Đấy. Thì 10 năm mới là hết, học hết lớp 9. Đúng rồi. Thì nó được 60 hơn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 70 rồi. Đấy. Thì cố gắng làm sao mà đừng để cho Mạnh bỏ học giữa chừng không ạ? Vâng. Cố gắng cho Mạnh là học hết lớp 9 này. Nếu mà đến lớp 9 thì có thể là đến lúc đấy kinh tế ổn định hơn thì có thể là đi học đến hết 12. Đấy, cũng chỉ mong sao là học đến lớp 12 thôi. Nếu mà học được đi càng xa thì đến lúc đấy lại càng tốt. Đấy, nhưng mà cũng bây giờ thì cũng gọi là tùy theo cái khả năng, cái phần kinh tế của mình nữa, gia đình của mình nữa. Có thể là nhà nước người ta sẽ hỗ trợ một phần nào đấy, nhưng mà khi mà mình đi thì cũng phải là tiền ăn này, tiền ở này, tiền sinh hoạt mọi cái nữa. Đấy, rất là nó phát sinh ra rất là nhiều thứ. Đấy, cho nên là cố gắng làm sao mà để Mạnh mà đi học hết lớp 9 này, đến lớp 12 thì gọi là cũng được rồi. Vâng. Đấy, hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao đó các bác, nếu mà như thuộc dạng là cái hoàn cảnh của Mạnh bây giờ này thì độ tầm là Mạnh học đến chỉ tầm lớp 5 thôi, có thể còn không đến lớp 5 là Mạnh đã phải bỏ học ở nhà rồi. Đấy, nhưng mà cháu Lực xuống đây thì cháu Lực cũng đã nhắc nhở ông và động viên ông để mà làm sao không cho Mạnh bỏ học giữa chừng được. Bây giờ cái học nó là gọi là cả một cái tương lai. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Này thì chắc chuột không ăn đâu ông nhỉ? Chuột không dám ăn đâu. Em Mạnh thì đi học từ sáng sớm rồi cô bác ạ. Xuống thì chỉ có mỗi ông là ở nhà thôi. Vừa rồi là lúc mà cháu Lực xuống đấy, ông còn đang đi lấy củi đấy.
Thấy dao không? Cái phân đạm này để mà mình cho vào cái cỏ nó cũng lên tốt lắm đấy ông nhỉ? Tốt chứ. Cỏ nó mà có cái này gieo vào thì tốt lắm. Vâng. Mọi lần ông mua đạm thì là ông hay mua ở đâu? Trước ấy. Trước ạ. Nếu mà ông có tiền thì mọi lần là ông có tiền là ông hay mua ở đâu? Mua nhà xí. À, mua nhà xí trên à? Ừ. Thế còn là nếu mà năm nào mà không có tiền thì là dùng nguyên phân chuồng thôi không? Vâng. Năm nào mà đi thì có tiền. Ừ. À, năm nào mà đi làm thuê mà có được tiền thì mới mua đúng không? Cái loại này trắng tinh không nhỉ? À, ở trong này còn có một cái lớp lớp ni lông nữa. Ông cho vào, ông cho cái gì đi ấy bây giờ ấy? Cái này không? Cái này trong này có cái gì ấy? À, có nước à? Có lẽ là một thời gian nữa thì vào mùa mưa quá cô bác ạ. Ở bên này thì nếu mà lập pro rồi thì nước sẽ bảo ông là buổi tối là không có ngủ trong cái căn nhà này cô bác. Thật sự ra hôm nọ ông có kể rằng là ông ngủ vào trong cái căn nhà đấy là cái lúc mà mưa gió về cô bác là không có dám ngủ ở đây nữa luôn. Là như kiểu là lật cái tấm tôn đấy, tấm bạt ra rồi. Một bao như này thì mình làm mình để được mấy lần không? Để được hai lần không? Để được hai lần à? Vâng. 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 Ở trên kia còn là một tí nữa, lúc nào mà cho xuống thì cháu sẽ lại mang xuống hết cho. Có vẻ như là ông rất là quý những cái hạt phân đạm của bác này, dùng xong là buộc lại luôn. Ông để ý là bảo mạnh là đừng có nghịch nhá, sợ rằng là trẻ con nó nhìn thấy là những cái hạt nhỏ ấy, đem đi vứt đấy. À, phải xem thửa nào mà không có nước thì mới bón được không? À, vâng. Vâng. Ở nhà ông thì cái phần ruộng ở nhà ông có bác này thì được từ chỗ này là đi xuống cái kia cũng vài cái thửa ruộng. Chỗ này thì mọi ông đã chia sẻ với cháu Lực rằng là chỉ có thu hoạch được tầm là 10 bao thôi. Đi thử dưới không? Vâng. Nay mà dùng cũng hết thì ông chắc phải là đem vào trong nhà để mà cất đi đấy ông nhờ. Vâng, sợ rằng là người ta trộm mất đi đấy.
Cháu thấy là mọi lần là có các anh ở bên kia sang thì chó của ông rất là sủa nhiều. Cháu sang thì không có sủa mấy đâu nhá. Mặc dù là còn đang đẻ đấy. Chó của ông thì còn đang đẻ nữa đấy. Chó đẻ thì rất là hung dữ rồi. Cái cây cỏ này ông nhờ. Hôm nọ thì nhà của ông trồng mã của bác này có những cây cỏ dại này rất là nhiều. Này thì chắc là bón như thế độ tầm mà một tuần sau nữa thì chắc là nhìn nó tốt hơn hẳn đấy ông nhỉ. Ừ. Ôi, nhưng mà ruộng nhà ông là chắc là không có dùng thuốc diệt cỏ gì đâu má. Dùng vào cái cỏ này không chết à? Dùng là không chết á? Ừ. Cỏ khác thì chết. À. Thế là cái cỏ dại có rất là nhiều ấy. Thì nó to hơn chứ nhiều ra thì. Ồ. Một số đấy chắc chỉ được một thửa đấy thôi ông nhỉ, một số đấy. Không hết à ông? À sợ nó không chết đúng không? Nó tốt quá. Ông cứ ông bón vừa vừa thôi không. Hôm nọ thì ông cũng cho phân chuồng vào rồi, nếu mà bón nhiều quá thì sợ rằng là nó bị ảnh hưởng đấy ông ạ. Vâng. Vâng. Đấy, cả nguyên một năm thì hai ông cháu chỉ có độ tầm đó là tầm mười mấy cái thửa ruộng. Mà mười mấy cái thửa ruộng thì không phải là thửa ruộng to đâu các bác. Thửa ruộng nhỏ nhỏ thôi. Thửa ruộng của ông đang bón hiện tại với lại cái thửa bên dưới này này các bác này. Thì có vẻ như là nó còn nó khá là tốt. Nó khá là to một chút các bác. Để mà nó gọi là vừa vừa thôi. To mấy thì nó không to. Nếu mà hai ông cháu mà một năm mà không có gọi là canh tác mà tốt đấy cô bác thì là còn thiếu ăn, gọi là thiếu rất là nhiều, thiếu thóc thiếu gạo. Có những năm nào mà bị mất mùa mà gặt được tầm độ 5 bao không ông? Năm ngoái mà. Năm ngoái à? Năm ngoái thì chỉ có 8 bao thì lép hết. À thế là hạt nó lép hết à? Vâng. Năm nay mới không có, không đủ ăn. Vâng. Thế là năm ngoái là như gặp phải cái hạn hán gì không ông? Nó toàn ra bị lép hết rồi. À, nó toàn ra là bị lép đúng không? Thì hầu như là ở trên vùng cao thì gia đình nào cũng đều sống nhờ bởi những cái đồng ruộng này, đồng nương cả cô bác ạ. Cho nên là nếu mà mình đi làm nhà hay là đi mua đất quá là xa ấy, thì để mà đến lúc mà mình xuống mà canh tác ấy, thì cũng cực kỳ là khó. Ở đây thì các bác ở trên kênh cũng có muốn gọi là tốt cho hai ông cháu để làm sao mà hai ông cháu có ngôi nhà ra gần đường lớn để mà ở, để cho nó tiện đường xe cộ mọi cái. Tuy nhiên thì nếu mà đi chỗ khác ở để mà mua được một cái chỗ đất như thế này của bác này thì cũng tốn một cái khoản chi phí cũng rất là cao, thì sẽ không sợ rằng là sẽ không có đủ để mà làm cất nhà cho hai ông cháu nữa. Bỏ tay đi ông nhỉ. Thế ông lấy số to quá rồi phải.
Ôi, chỗ đây là chắc phải là phải bịt nước không ông? Có à? Những cái chỗ này mà không bịt là nước nó đi này có bác này thì sợ rằng là cái chất chất đạm của nó này, chất tốt của nó sẽ trôi đi ra bên ngoài hết. Có thể là đây nó trôi đi bên dưới nhưng mà nếu mà tít xuống dưới mà không có điểm mà lấp lại thì nó sẽ như là nó có sẽ dồn đi ấy. Thành ra là những cái thửa nào mà mình bón trước ấy, nó sẽ mất hết cả cái chất của nó đi. Đấy, thế là xong một thửa đúng không? Ra bây giờ là tiếp tục là cái thửa này nữa đúng không? Thửa này có nước nhiều quá liệu có bón được không ông thửa này? Thế là bây giờ là tầm độ mấy ngày mình không thả nước vào không? Nhiều đây thì 2-3 ngày mình không thả nước đúng không? Để cho nó ngấm hết à ông? Lúc đây có không lên được. Vâng. Bón phân này chắc là độ phải tầm một buổi ấy, thì ông ấy bón hết đấy nhỉ? Ông nhỉ? Thế mong sao là năm nay có ra cái phần phân bón của cô chú Sang Phương thì đến lúc mà hai ông cháu gặt ấy thì mong sao là nó sẽ được thóc gọi là được nhiều hơn, được năng suất nhiều hơn. Tại đây thì nếu mà như mà trong thời gian tới không có trâu hay là không có động vật về phá hoại thì chắc chắn là sang mùa vụ sau thì ông với lại Mạnh thì sẽ có một cái mùa vụ mà đáng nhớ luôn, một vụ mà thu hoạch thật là được nhiều thóc luôn. Bây giờ hết hết chưa ông? Còn một tí nữa. Vâng. Bây giờ là bón phân và là tắt nước là không cho về nữa không? Vâng.
Hôm nay xuống với ông thì thứ nhất thì cũng chỉ đem cái phần quà tới cho ông, và thứ hai thì cũng để mà thăm hoàn cảnh của hai ông cháu một chút và chia sẻ một cái thước phim. Và nói một lần nữa thì xin được gửi một lời cảm ơn tới cô chú Sang Phương rất là nhiều, và gửi một lời cảm ơn tới tất cả các cô bác anh chị khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Hoàn cảnh của hai ông cháu thì cũng một hoàn cảnh rất là đặc biệt cô bác ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì chắc là cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng biết về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của hai ông cháu hiện tại bây giờ. Có vẻ như là ruộng nhà ông thì có rất là nhiều dâu dép cá nhỉ ông nhỉ? Đây, cái dâu này thì là dâu dép cá hay nếu mà để mà nhổ đem đi ăn sống được cô bác ạ, hoặc là đem đi đem đi xay thì nó như kiểu là nó một cái chất mà nó mát gan đấy cô bác. Nhưng mà uống thì phải khi mà uống thì phải để trong tủ mát thì uống mới được, chứ không là nó uống nó như kiểu bị một cái dạng nó tanh ấy cô bác, khó uống phết đấy. Không cho đường vào á, cho đường vào nó ngọt ngọt một chút mình uống thì nó sẽ dễ chịu hơn. Đúng rồi, cái này mang đi chấm đậu xí thì ăn ngon lắm ấy. Cái dâu dép cá này. Ồ, thế là bây giờ cũng được gần 3 thửa rồi không? Thế là tối nay chắc ở tầm độ 2 xô nữa chắc cũng hết rồi mà không? Chắc cũng bón hết rồi đấy. Hai người làm thì sẽ nhanh hơn cô bác đấy, nhưng mà cháu Lực thì lại không biết, nhưng mà cái kiểu mà tỷ lệ mà mình giải ra cho nó đều đều ấy, chứ không là chúa nhiều chúa ít là sau này sợ rằng là chúa tốt chúa không tốt ấy. Cho nên là cho ông tự làm thôi. Đấy, có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin kết thúc cái video hôm nay đấy thưa cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cô bác có theo dõi được những cái thước phim của cháu Lực lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ để giúp cho cái thước phim của cháu Lực được lan tỏa nhiều hơn tới tất cả các bác trong nước và ngoài nước, để giúp đỡ những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ, hay là những hoàn cảnh của ông với lại hai ông cháu của bác ạ, hai ông cháu cũng thế. Sắp hết được không? Hết rồi à? Tại để hết cái xô này thì ông sẽ lại tiếp tục là lên trên nhà để mà lấy về để mà bón hết cái chỗ cánh đồng ruộng của nhà ông. Ông gửi một lời chào tới tất cả các bác được không ông? Xong rồi cháu cũng dừng ghi hình lại. Đấy. Xin chào các bác, các chị nhá. Rồi ông ạ, bye bye, gãy vẫy tay gãy. Rồi.